hàng năm, cứ vào mỗi mùa trung thu, trên thị trường có rất nhiều loại bánh trung thu đa dạng, phong phú về mẫu mã cũng như các thương hiệu bánh. Vấn đề an toàn thực phẩm luôn là trăn trở, nỗi lo của người tiêu dùng. Ngoài việc chọn mua những chiếc bánh trung thu có thương hiệu trên thị trường, một số chị em nội trợ chọn cách tự tay làm những chiếc bánh trung thu cho người thân. Những năm gần đây, những người sành ăn ở thành phố Vinh kiên nhẫn chờ đến sát ngày trung thu sẽ đến tận cơ sở sản xuất bánh trung thu để trải nghiệm quy trình làm bánh, thưởng thức và mua những chiếc bánh trung thu vừa ra lò về ăn hoặc làm quà cho người thân. Những chiếc bánh trung thu truyền thống vàng ruộm, nóng hổi, thơm phức, thực sự hấp dẫn, là thức quà ngon và quý kính biếu ông bà, cha mẹ để đêm trung thu thực sự đầm ấm. Nếu như những năm trước đây, vào dịp trung thu, chị Hoa thường mua những chiếc bánh trung thu đã được đóng hộp bán nhiều trên thị trường. Nhưng mấy năm gần đây, chị không mua những chiếc bánh đóng hộp, mà chờ gần đến ngày trung thu, chị tìm đến các cơ sở sản xuất bánh để thưởng thức những chiếc bánh trung thu nóng hổi vừa sản xuất ngay tại lò. Tại đây, chị vừa được cảm nhận hương vị thơm ngon đặc trưng của những chiếc bánh, vừa trải nghiệm các công đoạn sản xuất. Chị cảm thấy yên tâm hơn khi mua về cho con cái ăn và làm quà tặng cho những người thân, bạn bè. Những chiếc bánh vừa ra lò nóng hổi, vàng óng, hương vị đậm đà, được làm theo phương thức cổ truyền, luôn mang đến sự thú vị, hấp dẫn cho chị và những người thân. Thưởng thức bánh nóng của Hương Phúc quả là một điều quá tuyệt vời. Và cái bánh nó hồi tụ được nhiều cái, nói đúng hơn là trong cái ẩm thực đã bảo rằng là vừa có cái ngon của thực phẩm nhưng mà có cái hương của tấm lòng, của sự yêu thương và của tất cả những cái vị quyền bao nhau, nó tạo thêm. Bây giờ thì tôi khẳng định được là tại sao lại cái bánh Hương Phúc có mặt trên thị trường 30 năm nay và đã dần dần đi vào lòng trong tiềm thức của bao nhiêu thế hệ người dân thành phố Vinh. Hàng năm thì là không những tối mà tất cả thường lưng rủ bạn bè đồng nghiệp đến đây và thực hiện là thưởng thức bánh nóng, xong xem thử năm nay là có những cái loài nào có thể đặt năm qua đi biếu rồi là mua cho anh chị em trong cơ quan. Trước giống như mọi người hay bảo rằng là trước thì để là thắp hương vào đêm rằm trung thu cho tổ tiên được hưởng hương thơm ấy, còn sau đó là cả nhà cùng đoàn viên xung vầy lại các cái miếng bánh ăn để thưởng thức những cái vị ngon của Hương Phúc. Một trong những xưởng sản xuất bánh trung thu mà nhiều người dân thành Vinh tìm đến trong những năm gần đây là xưởng sản xuất bánh trung thu Hương Phúc đóng trên địa bàn thành phố Vinh. Để làm những chiếc bánh trung thu, xưởng bánh này chuẩn bị các nguyên liệu như mứt bí, mứt sen, lá chanh, rượu nếp, xá xíu, lạp sườn, thịt gà, thịt lợn, đường trắng, trứng gà, bột mì và dầu ăn. Nguyên liệu làm nhân sau khi được tuyển chọn từ những nhà cung cấp có nguồn gốc rõ ràng. Riêng đối với thịt phải chọn loại tươi vừa mới giết mổ. Tất cả các nguyên liệu được sơ chế sạch sẽ và cắt nhỏ ra, tẩm ướp gia vị rồi trộn đều với nhau. Sau đó được những người thợ chia nhỏ theo định lượng, vo tròn lại để làm nhân bánh. Còn vỏ bánh được làm từ bột mì, nước đường và trứng. Tất cả các nguyên liệu cho vào máy nhồi bột đánh cho nhuyễn, sau đó mang ra dàn cho đều và chia nhỏ theo định lượng để làm vỏ bánh. Tiếp theo cho vỏ bánh và nhân bánh vào khuôn, tạo hình đóng thành những chiếc bánh trung thu như mong muốn. Cuối cùng, cho bánh vào lò để nướng. Công đoạn nướng được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu cho những chiếc bánh vừa mới được đóng vào nướng,
với nhiệt độ từ 200 đến 220 độ C, khoảng từ 15 đến 20 phút để vỏ và nhân bánh được khô. Sau đó cho bánh ra và phun một lớp vỏ được làm bằng lòng đỏ trứng gà và dầu ăn rồi tiếp tục cho vào lò nướng tiếp từ 10 đến 15 phút để tạo màu vàng óng và hương thơm đậm đà sau khi những chiếc bánh được nướng chín. Nguyên liệu đầu vào phải là những cái nơi có nguồn gốc rõ ràng, phải là thực sự tươi mới, phải thực sự là đặc biệt để chế biến ra được một cái bánh trung thu. Chúng tôi đã phải đặt người ta trồng nếp từ đầu năm để có những cái thửa ruộng nếp không có thuộc sâu để nấu lên những cái tính chất của trời đất, đó là rượu nếp, rồi lá chanh, rồi hương bưởi, các cái loài xà xíu, thập cẩm với gà quay hay là mứt bí, mứt sen, mứt mỡ, thì tất cả là chúng tôi đều chọn lựa rất là kỹ càng. Trong cái quá trình sản xuất thì để đảm bảo cái độ vàng óng thơm ngon của chiếc bánh trung thu, chúng tôi không có sử dụng cả cái loài màu, mà đó chính là cái màu vàng của quả trứng gà mà người nông dân đã chăn nuôi và cung cấp cho chúng tôi. Còn cái đồ ngọt của đường chúng tôi đó chính là đồ ngọt tinh khiết của cái đường kính trắng, không hề có tạp chất. Nhưng để tạo nên một cái đồ thơm và giòn cho bánh thì cái sự tinh khiết ấy còn được bổ sung thêm, đó là nước chanh tươi. Sau những cái tôi đã đi được một vòng kìa là tham quan từ xưởng rất chi là sạch sẽ, làm rất chi là logic, vệ sinh rất chi là an toàn. Và mỗi một năm trung thu á, là xưởng bánh của Hưng Phúc bắt đầu rất chi là nhộn nhịp, làm rất chi là nóng giòn và chất lượng. Và đến khi trải nghiệm xong á, thử những chiếc bánh rất chi là thơm, hương vị vừa ngon vừa đậm thắm, vừa mùi của lá chanh, mùi rượu, thật là đúng là bánh trung thu của xưởng Hương Phúc tuyệt vời. Những chiếc bánh vừa nướng xong còn nóng hổi. Khách hàng tự tay lựa bánh ngay trên khay nướng rồi thưởng thức luôn, hoặc được gói vào những tờ giấy chuyên gói bánh nóng để mang về nhà. Năm nào cũng vậy, người sành ăn luôn kiên nhẫn chờ đến ngày sát trung thu để thưởng thức món bánh nướng mới ra lò tại xưởng bánh này. Cảm giác cầm miếng bánh vàng ruộm, nóng hôi hổi và thơm phức trên tay thực sự khó quên với bất kỳ ai. Nhưng điều quan trọng hơn là họ chờ để được ăn những chiếc bánh trung thu sạch. Được nhìn thấy những nguyên liệu làm nên chiếc bánh có thực sự sạch và đảm bảo an toàn thực phẩm như nhà sản xuất quảng cáo hay không. Thịt lợn được đặt theo tiêu chuẩn riêng, giao hàng lúc sáng sớm còn tươi rói. Thịt gà nướng bóc lá chanh cũng được xử lý trực tiếp tại lò. Trứng đặt tại trang trại. Chất tạo ngọt được làm từ mật ong nguyên chất và đường tinh luyện, chứ không sử dụng đường hóa học. Bánh được bảo quản bằng vị ngọt của đường tự nhiên. Vì vậy chỉ được sản xuất trước trung thu ít ngày, chứ không để lâu hàng tháng trời như nhiều loại bánh khác. Tận mắt nhìn thấy quy trình sản xuất và nguyên liệu của chiếc bánh cầm trên tay, người tiêu dùng thực sự cảm thấy yên tâm hơn. Thưởng thức những chiếc bánh trung thu vừa được sản xuất nóng hổi,
cảm nhận những tinh hoa của tự nhiên được hòa quyện trong từng chiếc bánh qua bàn tay khéo léo của những người thợ, mang đến cho chúng ta sự thú vị, hấp dẫn. Bánh chỉ sản xuất trong ngày, nên phải từ sau 2 giờ chiều mới có những mẻ bánh đầu tiên. Cảm giác cùng nhau trải nghiệm, nhìn những người thợ nhào nặn những chiếc bánh, người mua không cảm thấy cơ chế thị trường nữa, mà ở đó còn có cả tình yêu thương và sự trân quý. Ra những năm trước ấy, thì chị thường mua vào những mùa trung thu này, chị thường mua những cái bánh gói sẵn đấy của thị trường, ví dụ như là Hữu Nghị hoặc Đồng Khánh gì đó, một vài cái thương hiệu không? Nhưng mà khoảng 3-4 năm trở lại đây á, thì là gần như năm nào cũng vậy, chị cũng đều có một cái dịp để chị đến chỗ Hương Phúc rồi để chị ăn bánh ấy. Em biết không, ăn những cái bánh từ dưới, đưa từ lò ra ấy, đó. Khi mà mình ăn cái miếng bánh, mình nghĩ đến những cái người ta đang làm ấy, người ta chỉn chu từng tí một, mình cảm nhận được nó như là người ta gửi gắm hết cái ân tình ở trong cái miếng bánh đó, trong cái bánh đó. Cho nên là dần dần thì phần lớn là chị mua về, không những được ăn ở đây, chị còn mua về để biếu cha mẹ này, rồi biếu người thân này. Hoàn toàn yên tâm. Bởi vì 3 năm trở lại đây thì Hương Phúc được biết đến như là một cái địa chỉ đáng tin cậy để mọi người có thể vào xưởng vừa tham quan lại vừa thưởng thức một chiếc bánh nóng bỏng tay, chiếc bánh vừa mới ra lò, thơm phức, như là nó hòa quyện tất cả cái hương hóa của trời đất vào trong cái chiếc bánh đó. Khách hàng vừa thổi vừa ăn vừa mồ hôi ở trong cái lò bánh ấy, thì tôi nghĩ là để có được chiếc bánh đó thì chúng tôi đã phải rất là cẩn trọng trong cái khâu lựa chọn, để rồi sáng sớm là khi người ta mổ thịt lợn đang còn tươi nóng như thế, rồi thịt gà cũng là vậy, thì 5 giờ sáng là nguyên liệu đã đến và chúng tôi đã sơ chế để bỏ vào lò quay, rồi tẩm ướp mật ong, rồi để đến ngay 2 giờ chiều thì khi đó là bắt đầu những cái mẻ bánh đầu tiên ra lò. Vì vậy là bánh Hương Phúc buổi sáng không còn nóng đó, mà chỉ từ 2 giờ chiều trở đi. An toàn thực phẩm luôn là trăn trở của những bà nội trợ. Đặc biệt là trong giai đoạn trên thị trường có khá nhiều loại bánh và thương hiệu bánh trung thu khác nhau. Trong khi cách nhận biết bánh trung thu đảm bảo an toàn thực phẩm, không phải chị em nào cũng am hiểu. Nhiều chị em phụ nữ lựa chọn giải pháp tự làm bánh trung thu tại nhà, nhưng không phải ai cũng thành công và có thời gian để thực hiện. Nên giải pháp thưởng thức, quan sát quy trình sản xuất và mua bánh trung thu còn nóng hổi ngay tại lò đã được nhiều chị em Thành Vinh tin tưởng lựa chọn. Cái quan niệm khá đơn giản của cơ sở làm bánh, cái gì mình ăn được thì mình mới bán cho khách hàng, khiến người mua yên tâm hơn khi cầm những chiếc bánh trung thu nóng hổi vừa ra lò thơm phức, đậm đà hương vị của chiếc bánh trung thu truyền thống. Có thêm một chút quà ngon kính lên bàn thờ tổ tiên, thêm một chiếc bánh ngọt cùng tâm giao đàm đạo, thêm gói bánh làm quà trao gửi bạn bè phương xa. Đấy cũng là những mong đợi, niềm vui, tình thương yêu của mỗi chúng ta trong ngày Tết Trung Thu.